nha. Đây là phần 2 của cái hướng dẫn lắp đặt máy Xbox One X của Hoàng Đế nắm mèo chung huyền thoại vĩ đại. Thật ra không phải là hướng dẫn nhưng mà ta mới mua về ta chưa biết lắp làm sao nên giờ ta lắp vô. Mà thật ra nó còn dễ lắp thôi. Đây, bây giờ nói chung cái máy Xbox One X đây. Còn đây là dây nguồn với dây HDMI. Nó cũng dễ lắp y chang như là máy gọi là máy PlayStation 4 thôi, không có gì hết. Để ta sẽ vòng ra đằng sau cắm điện xong rồi cắm dây nữa, rồi bật máy lên là chắc chơi được thôi. Rồi bây giờ dây nguồn. Dây nguồn thì cắm vào cái nguồn của máy. Còn rút tạm cái sợi dây của máy PlayStation 4 Pro ra đặt rồi, ok. Còn dây của sau đó là cắm ổ điện thôi. Thì chúng ta đã có được cái nguồn rồi đó. Bây giờ thì tới phần hình ảnh thì chúng ta sẽ lấy cái dây HDMI của đây, dây HDMI đây. Đấy. Kiểu ta đang ở phía sau này. Quên. Kiểu mình chỉnh lại camera để nhìn cho nó rõ đây. Ok đây. Bây giờ thì dây để đổi cái sợi dây HDMI của Xbox One X vô cho nó pro. Chắc chắn dây của Xbox One X là dây HDMI là dây xịn đấy. Nó có ghi chữ HDMI High Speed nè. Chắc chắn là dây HDMI High Speed đó là dây ngon đấy. Bởi vì Xbox One X thì nó xuất ra cái game với cái hình ảnh độ phân giải 4K thì đảm bảo là đẹp và phê mắt luôn. Mỗi tội là lẽ ra là ta nên cắm nó vào trong cái TV 4K để chơi để tận hưởng nữa. Nhưng mà thôi từ từ. Giờ cứ cắm đại vào cái tivi dỗ cũng được, không vấn đề hết. Có hình ảnh mà chơi game là được rồi. Yeah. Vậy là đã xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc bật cái nguồn lên thôi. Cái nguồn ở đâu đây? Yeah. Bật lên rồi, nó kêu cái tiếng kêu nghe đã. Chết cha, quên bật tivi rồi. Lẽ ra phải bật tivi để coi coi cái giao diện nó có đảm chứ. Thôi từ từ, làm lại coi nhát, đó là nhát. Từ từ, phải có một sự bất ngờ. Kiểu máy bật lên mình thấy cái giao diện màn hình nó xuất hiện nó mới sung sướng nhá. Nó mới sung sướng nhá. Rồi bắt đầu. 1, 2, 3, bật. Đây là cái đĩa em ghép qua 4 đây. Có liệu Hoàng Đế sẽ cắm cái này vào cài đặt xong rồi thử livestream coi được không? Mẹ tao cắm vào rồi sao mày không bật lên coi? Có sự cố gì rồi? Ồ, bị sáng rồi đây. Mà thôi không có sự bất ngờ gì hết mấy rồi. Mà mình có dây HDMI để gắn vào rồi mà. À hay là đúng rồi, nó có hai cổng HDMI. Hình như Hoàng Đế gắn lộn một cổng rồi. Gắn lộn cổng rồi, có lẽ vậy. Kiểu nó có hai cổng in với lại out. À chắc là có một cổng HDMI in với một cổng HDMI out. Có lẽ Hoàng Đế đã gắn lộn vào cổng in nên nó. Cổng out là cổng xuất. Hoàng Đế còn không biết cổng in là để làm gì nữa. Có cái hình ảnh chưa ta? Oh shit, được rồi. Xin lỗi mọi người, Hoàng Đế đã bấm gắn lộn cổng. Đó là sự cố kỹ thuật. Như Hoàng Đế cũng đã nói trong video là Hoàng Đế mới làm quen nên chưa biết cái này gì sao. Nhưng mà Hoàng Đế đã mắc một cái sai lầm, đó là kiểu đã gắn lộn dây HDMI vào cái cổng gọi là cái cổng cổng in. Nó có hai cổng HDMI, gắn vào cổng out thì nó mới ra hình nha mọi người. Cổng xuất ra. Rồi, bây giờ lại nè. Giờ là lần này đường nè. Chơi 1, 2, 3, vô.
lên 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 what the fuck lên. Ừ, được rồi. Wow, đẹp quá. Oh shit, cái camera này dở quá, khi nào đổi camera nhìn nó đã coi. Wow, đẹp quá. Thôi, hình như là tại chưa gắn tay cầm hay sao.